Chào mừng các bạn quay trở lại với cái kênh của mình. Thì hôm nay trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy được cái bát đầu tiên trong tổng số 12 bát trong cái sự kiện AP Battle để các bạn có thể kiếm được vật phẩm cuối cùng là cái cánh. Cái cánh trên màn hình mình đang thấy đây. Cái cánh này được hoàn thành và kiếm được chỉ khi sự kiện kết thúc, các bạn kiếm được 12 cái bát tương đương trong 12 tựa game Tournament AP Battle mùa thứ hai này. Thì vào ngày hôm qua, cái trận thi đấu đầu tiên giữa Dennis đã diễn ra và cái tựa game hai YouTuber này thi đấu là tựa game Parkour Tower. Do đó các bạn bây giờ có thể vô tựa game Parkour Tower này để lấy được cái bát. Parkour Tower là một cái tựa game mà điển hình nó giống như là tựa game Tower of Hell ha. Khi bạn truy cập vô tựa game này thì bên góc bên này nè, nó sẽ cho chúng ta một cái cổng AP Battle. Nó sẽ teleport mình tới một cái play mới. Công việc các bạn cần làm á là leo lên trên đỉnh, tìm cái chìa khóa để mở cái cửa. Và các bạn có thể nhấn nút R 2 lần trên PC, cũng như là nút Respawn Button ở trên mobile nhấn 2 lần nha, để chúng ta có thể respawn lại checkpoint. Chỉ leo lên trên đỉnh tháp trong cái khoảng thời gian nhất định. Ví dụ bây giờ chuẩn bị respawn lại nè, chuẩn bị reset một cái màn mới nè các bạn. Thì chơi những tựa game lobby á, mình thường bật Ship Lock ha. Đây, thì ở trên này có chìa khóa nha. Ok, mình đã có cái chìa khóa đằng sau lưng mình rồi. Rồi, các bạn sẽ bước lên trên cái tấm này, bấm phím số 1 nè, lít chuột một cái thì cửa sẽ mở ha, và nó đồng thời cũng là một cái checkpoint luôn. À, như vậy mình nhầm các bạn, mỗi cái stay nó sẽ cho chúng ta một cái chìa khóa khác nhau. Và cái việc đầu tiên mà cần làm là vượt qua cái stay đó, lấy cái chìa khóa trước. Rồi sau đó các bạn sẽ đi tới chỗ cái điểm checkpoint nè, cái cửa khóa nè, và nhét cái chìa khóa đó vô. Đấy, dậm lên đó ha, bấm số 1, lít, ok. Thì vừa rồi bạn thấy mình vừa chết, nhưng mà không sao ha, vì mình đã checkpoint cái cửa màu xanh rồi. Nó chỉ đưa bạn về cái điểm lưu phía trước thôi. Ok, đây là chìa khóa thứ ba nè các bạn. Nhảy xuống. Chìa khóa thứ ba, à, lên trên này. Xong rồi, hình như là chỉ có 3 stay thôi. Chìa khóa cuối cùng màu đen nè các bạn. Mình sẽ lên trên này ha, tới chỗ cái cửa này. Checkpoint một cái và mình sẽ bấm số 1 ha. Lít vào đây, checkpoint. Mở cửa và nó cho mình cái gì các bạn? Nó cho mình một cái bình blue air bright. Thì bạn lưu ý nha, nếu bạn màu nào thì các bạn sẽ tìm cái người màu đó. Mình sẽ bay xuống nè. Nhiều khi chết phải làm lại nha bà con. Cố gắng né né làm sao cho đừng chết nha. Và các bạn đi xuống dưới cái sảnh này. Thì cái bình của mình là màu xanh dương nè. Mình sẽ tìm người màu xanh dương tên là Russo ha. Bạn bình màu xanh lá cây thì sẽ tìm DJ. Còn nếu bạn ngẫu nhiên là bình màu tím á, thì các bạn sẽ tìm Sarah Pride ha. Trả nhiệm vụ nè. Thì một cái bạn Victory, ranking là 12. Như vậy là các bạn đã thành công kiếm được cái badge trong cái tựa game Parkour Tower này. Challenge completed. Cái badge đầu tiên trong tổng số 12 badge game sự kiện. Phải có đủ 12 cái thì hết sự kiện này các bạn mới có được cái cánh. Rồi chúc các bạn thành công, link game sẽ ở bên dưới nha. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo.